cùng Herbalife Nutrition, chọn dinh dưỡng lành mạnh, đón năm mới an lành. Lên mâm. Lên mâm. Dọn chén. Cầm được rồi vậy biết chi. Hả kệ người ta phong cách ta. À, kệ ta. Chứ cần vô nè nè. Trời mâm méo quá. Giỡn ngu à. Người ta nói già còn dại, lớn đầu còn ngu là. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ lấy? Lanh chanh, lộp độp, tươi tốt. Dạ ô. Dạ ô. Dạ ô. Lan Ngọc, Lan Ngọc. Năm. Tươi tốt. Chính xác. Một điểm cho đội màu hồng. Yeah. Giỡn, tập trung, đừng giỡn à, đừng giỡn. Em thấy cái đầu anh Luật có vẻ rất là chắc à. Cứ đập trước đi, trả lời sao. Trong bộ phim Cái Đầu Bất Tận, khi nhân vật của Lan Ngọc đang cùng em trai ăn cơm thì bị cha làm gì? Rít, rít, rít. Rít, rít, rít. Chúng tôi có ba lựa chọn. Không, 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 không. Chúng tôi có ba lựa chọn nhưng các bạn không cần nghe. Rít và trả lời. Ai trả lời sai thì bị đập đầu cái bên làm cái chẻn. Ok. Em có được không? Em muốn đánh chết đội chị luôn không? Em Rít trả lời đi à, nãy đập rồi. Nãy mẹ em đập em chứ em đâu. Bây giờ em trả lời được thì em đánh Rít một cái có được không? Ba, để ta trả lời đã. Bị cha đánh. Sai. Không, chính xác. Bị cha vô đá cái mông cơm. Đúng. Má nó có lại liên quan tới cái đó à. Mông cơm. Câu tiếp theo. Hai điểm đúng không? Hai điểm. Hai điểm. Đâu có, người ta nói là sai. Trả lời sai thôi. Trả lời sai thôi. Chơi cha người ta không vậy? Đừng cúi đầu vương miệng sẽ rơi. Đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười. Là câu nói nổi tiếng của ai? A. Trắng gì gì là Trương Tử Gì. B là Dương Tử Quỳnh. Và C là Phạm Bằng Bằng. Rít, rít. Ngọc, Ngọc Cước. À, cái gì đầu tiên á? Không, không chắc là Trương Tử Gì. Trương Tử Gì. Không, chính xác. Phạm Bằng Bằng. Ủa vậy sao còn hai lựa chọn đúng rồi. Ê, người kế bên mà nãy quy định rồi. Ủa sao nãy bạn này chạy qua kia quýnh tôi. Đâu, em trả lời đi. Em trả lời đi. Từ nào sau đây không phải từ Tượng Thanh? A. Bị bỏm. B. Bành bạch. C. Nhéo nháo. Ngọc. Nhéo nháo. Chính xác, một điểm nữa. Tôi đập trước con Ngọc mà. Không, Ngọc trước. Em trước. Ngọc nhanh lắm. Ây da, đau quá. Nhéo nháo với em. Thôi. Con cá rô rụt rịch trong rổ réo róc rách. Bao nhiêu che rờ? Ê, lên trước. Rít, rít, rít. 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 2, 1, 1. 7. 7 không chính xác. 8. Wow, anh Vinh hay vậy? Anh nói đại đó. Đập, có được đập không ạ? À? Không ạ. Bây giờ thử thách, nếu như bên nào nói là không được qua đập luôn không? Không vào, không vào. Không vào, mình thấy mình có gia đình rồi. Con mình đang coi chương trình của mình á. Andy ơi, thông cảm cho ba con. Tớ mình nói rồi, đòi đập bên này hoài vậy? Em phải... Lẩu gà lá é là đặc sản của tỉnh nào? Chúng tôi có ba lựa chọn. Rồi, mất lượt hết không, không, em đập rồi. Mất lượt hết, không nghe câu hỏi thôi. Nhắc em. Phú Yên. Chính xác. Trong bộ phim Squid Game, người chơi phải trải qua tổng cộng bao nhiêu trò? Chúng tôi có ba lựa chọn. Rít, 5 trò. Không, chính xác, 6 trò. Yeah. Hồi nãy em cũng nghĩ 5 trò. Cái trò đập giấy trước. Sao em cứ bị thiếu một số mà vậy Rít? Trong bài hát Em Đi Chơi Thuyền có bao nhiêu con vật được nhắc đến? Chúng tôi có. Rồi, mời Vinh trả lời. Mời. Em đi chơi thuyền với Tháo Cầm Chiên Chim Kê. A, B và C. 5, 4, C đi, 3, C đi, C. 2, C. 1, 5. 5 không chính xác. A, ba con. Loạt phim Ở Nhà Một Mình có tất cả bao nhiêu người tham gia? Này hỏi cho vui. Trời ơi. Trời ơi. Anh coi bộ não chúng tôi là trò vui à? Hay là đau à? Ở Nhà Một Mình có tổng cộng bao nhiêu phần? Ngân, Ngân, chúng tôi có ba đáp án. A, B và C. Ngân đã đáp rồi, mời chọn. A, ba, ba, ba. Ba. Em nhớ 4 phần mà. 6 phần lận chị. Đáp chưa? 3 phần. 3 phần. Đáp án là 6 phần. Wow, cái trời. Đợi nào. Không, em tính dụ, em cũng tưởng 3 phần. Không, em cũng nhớ nhiều lắm. Trong bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt, chị Hậu đã mang thai tí sau khi làm điều gì? Chúng tôi có bà đáp án. Thả dừa hả? Làm gì dạ? À, ngồi trên cục đá. Ngồi trên cục đá. Chính xác. Ủa, tưởng ngủ. Ngủ mà có bầu hả? Ngủ mà có bầu hả? Đúng rồi. Ủa, đúng rồi, tôi mà làm quá. Trong bộ phim Năm Anh Em Siêu Nhân có tổng cộng bao nhiêu siêu nhân? Thank you.
Ngân, đúng rồi, Ngân nhanh nhất. 6 Không, 12 Chúng tôi có 3 lựa chọn. 3 lựa chọn đi, chọn lựa chọn đi, Ngân chọn lựa chọn đi, chứ mình không biết số đâu. A, B, C, em chọn đại. Em chọn lựa chọn. Em chọn lựa chọn đúng không? Lựa chọn là do anh quy định là A là máy, B là máy, C là máy. Em chọn, anh đổi là em trả chiều á, em chọn số đi. Ủa thôi thì chọn theo trong đó đi, A, B, C đi, chứ giờ tụi em muốn nhắm được số. Nhớ đông lắm. Không, không. Năm anh em siêu nhân thì là 5 thôi. 6 Lựa chọn của mình, đừng nghe lời người khác. Thường là có siêu nhân trăm. 108 Đó là đúng đúng bạn. Đó thì thử rồi. 2 hả? Đông lắm. 6 5 4 6 6. Chính xác. Thấy chưa? Đó rồi. Gấu Bắc Cực có da màu gì? Anh lực. Chúng tôi có 3 lựa chọn. Không cần. Em còn biết cái này. Vì đội mình đi anh Lực. Nó có da màu gì anh Lực? Dạ. Nó là lông trắng. Da hay là lông? Thì không thể nào da nó màu đen được anh Lực. Ủa lông trắng da nó phải da đen chứ. 5, 4, 3, 2 da đen. Chính xác. Yeah. Cái đó là đố mẹo đó bạn. Tại vì Bắc Cực ai cũng nghĩ màu trắng, hiểu chưa? Khờ lắm. Kịch bản của phim điện ảnh Parasite là phim ký sinh trùng được viết ở đâu? Anh Lực. Trời ơi, em đập méo. Chúng tôi có 3 lựa chọn. Cô ta có 3 lựa chọn. Chơi với nó hồi nhập viện thiệt đó trời. Ở Pháp. Nơi chốn cụ thể. Paris. Toilet. Cho 5 giây. Texas. 4 3 London. 2 1 Texas. Đã nói là một nơi chốn để làm việc toilet. Gì đó. Toilet. Không, chính xác. Quán cà phê. Cây cầu dây văn nào sau đây được xây dựng đầu tiên ở miền Tây? Anh Lực em. Không, rít. Dạ, cầu Mỹ Thuận. Mỹ Thuận chính xác. Trời ơi, nó đập quân tội rất ngon. Biển số xe. Biển gì? Khoan xí, biển gì ạ? Biển số xe. À, biển số xe. Có ký hiệu đầu là số 92 của chấm nào? 92, số 92. 92, Tam Kỳ. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Sai, sóc trăng. Tám Kỳ là thành phố, tỉnh là tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam. Cắt cái vụ Sóc Trăng giùm tôi nha. Sai. Ca khúc Tàu Anh Qua Núi được nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sáng tác để làm gì? Chúng tôi có 3 đáp án. Rồi Dinh trước. Dinh trước tại nhỏ em nghe. Dinh trước. Cổ động cho những người công nhân. Không, chính xác. A. Mừng đất nước đổi mới. B. Tặng người lấy tàu. Và C. là tặng vợ. Đáp án là B, tặng người lấy tàu. Câu cuối cùng. Cuối cùng đó là cuối cùng đó là. Vào lúc mấy giờ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thì cầu rồng Đà Nẵng phun lửa. Dên. Anh Lực rồi. Dên. Anh Lực rồi. Dên. 7 giờ. Không phải là người con Đà Nẵng rồi hả? Trời ơi, ai biết à? Tám giờ tối. 8 giờ rưỡi. 4 giờ chiều. 7 giờ rưỡi. 5 giờ chiều. 9 giờ đêm. Như vậy là đội màu hồng mang về 4 điểm. Và đội màu vàng chỉ có 3 điểm thôi.